những cái đường chảy của sông Sài Gòn, các bác quý anh chị, vào những lúc mà thủy triều xuống á thì nước ở đây cực kỳ ô nhiễm và bẩn luôn. Cô làng sớm của ông Năm hả? Làng sớm cô không có lại gì hết á. Dạ. Đó, ông ăn đó, con nhìn đó. Đó, con thấy tội không? Đâu, cô dở cái cá trê hôm nay không cô? Đó. À. Bữa nay là có đồ ăn đó, còn mấy bữa không có. Dạ. Con lửa nấu đâu ra? Đây nè, con nấu đây nè. Mưa là ông Năm không có nấu được. Bởi vì mưa là ông Năm không có nấu được. Đây nè. Đây thì con thay mặt cho chị Nhã Thi, cũng là Mạnh Thường Quân mới vừa gọi lại trao cho ông Năm cái số tiền đó, 2 triệu đó. Thì hôm nay chị Nhã Thi và bé Thiên Hào là Việt Kiều Mỹ gửi cho ông số tiền là 5 triệu đồng. Thì Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quận Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Bùi Hồ trở lại thăm lại hoàn cảnh của ông Năm, cũng như là thay mặt cho Mạnh Thường Quân trao cho ông Năm một cái số tiền để hỗ trợ cho cuộc sống của ông Năm. Ôi ông Năm, con chào ông Năm. Mới đi rước ông Năm mới đi uống cà phê về cô bác quý anh chị. Ông Năm buổi chiều thường uống cà phê ấy hả? Buồn lên đó là ngồi uống đi cà phê. Dạ, chiều nay ông Năm ăn cơm chưa? Chưa, năm còn 6 giờ ông Năm đi ăn. Dạ, hôm nay ông Năm ăn cơm gì ông Năm? Ông Năm ăn cơm với cá trê kho. Cá trê, ở đâu còn, ở đâu ông Năm có cá trê? Mấy người đi chích cái người ta cho. Mấy người đi chích điện hay không Năm? Ông Năm có đi hái rau muống không? Cũng có. Có hái mấy sau cái mẻ này nó cũng hư rồi. Mẻ này nó không hái được nữa hay ông Năm hả? Đúng rồi. Rồi sớm giờ ông Năm có đi hái không ông Năm? Có, ông ơi hái rồi sau rồi. Dạ. Nay con thấy ông Năm là khỏe lại rồi. Vậy mừng cho ông Năm. Mừng cho ông Năm. Ông Năm sống ở đây là bao lâu rồi ông Năm? Ông Năm sống thì lâu rồi. Nhỏ lớn ông Năm sống đây rồi. Nhỏ lớn là sống ở dưới cái ghe đó. Chiếc ghe này là chiếc ghe mới mua, chiếc ghe cũ thì ông Năm đã chìm ở dưới sông rồi. Chiếc ghe này thì Mạnh Thường Quân của bên kênh em á, thì cùng hỗ trợ tiền mua ghe mới cho ông Năm. Nó ghe mới nhưng mà ghe cũ, ngay mùa dịch mà không có ghe này thì chắc cũng là mệt trong mình đấy ông Năm. Dạ. Ông Năm ở đây thì mình làm cái gì để mà sống Năm? Ông Năm vừa cắt rau muống, rồi rảnh thì đi vớt vô chai. À, nhưng mà mùa này rau muống dựng lên nước lên rau muống nó chết hết rồi, lá gì là cắt nữa? Cái nào còn thì mình cắt, cày tạm thời qua ngày. Vớt ve chai nữa, vớt ve chai với lại hai rau muống. Thì là ông Năm ở mấy chục năm nay mà ở một mình vậy đó. Buồn quá. Ông Năm thì có vợ với lại có con, nhưng mà ông Năm không có sống với con của mình được, chia sẻ với cô bác quý anh chị cũng như là kênh của Thiên Thần Anh Hoa biết luôn. Ông Năm cũng có mấy người con quên được ông Năm? Năm đứa. Năm người con, mấy trai mấy gái ông Năm? Bốn người trai, con trai có đứa gái. Nhưng mà con của ông Năm là con không hỏi hôm trước cũng riêng tư con không hỏi là khá giả không Năm? Không. Thì con cũng khổ, khó khăn. Ông Năm năm nay là nhiêu rồi ông Năm? Năm 69 tuổi rồi. 69 tuổi rồi. Nhưng mà nhìn tất cả 69 tuổi rồi. Nhưng mà tay chân của ông Năm là bị đi hái đồ chân là yếu lắm, co hết à. Đúng rồi. Bị teo, teo, teo cơ hết. Nó co hả? Ông Năm tội lắm á con. Dạ. Ông Năm tội nghiệp lắm á. Sao cơ? Ông ăn uống mình tội lắm á. Nhìn thấy đứt ruột lắm á. Cô ở đây cô ra hỏi không? Cô thương ông lắm á. Dạ. Tội ông lắm luôn á. Thì ở gần đây hả? Đây nè. Cô muốn ở đây là con mà thấy ông ăn uống mà con không gớt nước mắt nữa thôi. Đây nè. Con thương ông lắm nhưng mà tại vì cô cũng khổ. Nè con nhìn nè. Cô làng sớm của ông Năm hả? Làng sớm cô không có lại gì hết á. Dạ. Đó, ông ăn đó con nhìn đó. Đó, con thấy tội không? Đâu cô dở cái cá trê hôm nay không cô? Đó. Bữa nay là có đồ ăn đó, còn mấy bữa là không có. Dạ. Con lửa nấu đâu ra? Đây nè, con nấu đây nè. Mưa là ông Năm không có nấu được. Bởi vì mưa là ông Năm không có nấu được. Đây nè, đó. Ông nấu đó đó. Nấu cơm với củi đây. Vậy đó. Ai cho gì ông Năm ăn đó à? Tội nghiệp lắm. Dạ. Đi về con. Con này... mực mà nó còn thương nữa. Nó đi ngang đây lại ghé thăm ông á.
Mà con thấy ông Năm hiền khô à? Hiền, tội lắm con ơi. Nghiệp lắm luôn, ăn uống mà. Cô đi ăn đây mà cô thấy ông nấu là cô rớt nước mắt á. Mà cô cũng khổ thì cô có chung là cô lấy hết sức mình, cô có chi thì cô cũng giúp ông chút đỉnh bánh trái đồ này kia thôi vậy đó. Chứ còn như là cô cũng khổ thì cô cũng nghèo, thuê nhà mướn á. Yeah. Mà ông rất tội, mình neo đơn, bệnh hoạn ăn uống thì tội lắm luôn á. Mỗi lần là mà lại cái thăm ông Năm là thấy ông Năm đang nhen nhúm ở bên cái bếp củi à. Có 45 người con. Cô về nha con, dạ. Có gì giúp ông được thì con giúp là chào ông Năm là chỉ có thứ vui là uống cà phê thôi chứ đâu nhậu nhẹt gì đâu. Cũng có mà ít có hết. Ít lắm không Năm. Nhậu thì không có bao nhiêu, ngồi qua loa gì đó, bạn bè ngồi thì nó chỉ qua lại chút xíu gì vậy. Thậm chí đi uống cà phê là không có cái áo mặc luôn nè. Thiệt luôn á. Ông Năm uống không có cái áo mới lành lặn anh không? Không thấy dữ nghiệp lắm. Nực hay là tại ông không mặc áo ông Năm? Trời nóng hầm quá ông Năm nóng quá. Hồi nãy con nghe cái cô đó nhắc đó thì con thấy ông Năm lại chợt buồn. Cái hoàn cảnh của ông Năm đó, bà biết đó, thành tựu thôi thì bà con thương mình cảm ơn thôi, nhưng mình đâu có nói làm gì. Lên đi xuống cái ghe này là cũng là cả một cái vấn đề luôn á. Đi đứng rồi lên cái ghe nhỏ đây cái là chèo qua đúng không? Đúng rồi. Chia sẻ với cô bác của anh chị là cũng có một cái nỗi niềm riêng tư về các con của ông Năm mà không tiện nói ra. Mỗi lần mà cứ nói ra nhắc lại là ông Năm đều tuổi à. Nên là nữ là mấy lần này đến thì chỉ hỏi thăm về cái sức khỏe của ông Năm thôi. Ông Năm hôm trước thì cái tiền mạnh thường quân hỗ trợ thì của chị Nhã Thi đó ông Năm còn không? Còn, ông Năm còn. Còn được nhiều không ông Năm? Còn chắc cũng 1,5 triệu. À, ăn cũng tiết kiệm dữ. Có mình ông Năm mà có uống cà phê đơn giản gì đâu. Ngày là uống mấy cửa ông Năm? Uống có 2 cửa là sáng sớm đi, chiều đi. Sáng với chiều. Chứ không có mua đồ ăn, dám mua đồ ăn thì ông Năm mà con thấy còn nhiều ạ. Thì nó ngay là bà con nó đi nó cho đó. Cho đồ ăn. Có đồ ăn. Hôm ngày sau đợt Tết thì hôm ngày con của ông Năm có lại nữa không? Không. Không lại thăm không đâu. Chắc coi clip cũng thấy ông mà đúng không? Không biết họ có coi không, không biết. Con lớn nhất con là nhiêu tuổi không nè? Cũng 4 mấy tuổi. 4 mấy tuổi. Sợ khá thằng không? Cũng mấy tuổi. À, đúng là cũng là trong hoàn cảnh thôi. Mấy cái con nó cũng khổ quá rồi, cái điều khó khăn này nó không tới, mình cũng thông cảm luôn đó. Ông Năm là người ở Sài Gòn đây luôn hay là ở tỉnh tới ông Năm? Ông Năm sống ở đây từ năm 1967 luôn. 67 là? Ồ, xa Sài Gòn thôi. Thầy cũng mấy cái hồi đó không? Hồi đó ông Năm còn nhỏ đó, bị máy bay bắn lúc đó ông Năm ở dưới Thanh Đa á. Hai bên lúc đó ông Năm chắc được 8 tuổi, 9 tuổi vậy đó. Máy bay bắn ông Năm bị thương luôn. Là ông Năm đi chơi hay sao hay là? Đâu có, tối bắn trực thăng nó bắn chứ. Bắn lạc đạn không nào? Đâu có, bắn đồ tại sao ở dưới này có người bắn lên á. Dạ. Hai chiếc trực thăng nó quay lên bắn trồn, bắn tàn khắp. Bắn trồn. Trúng ông Năm luôn? Ông ngoại ông Năm chết, ông bác chết. Ừ. Có thằng Mỹ đó. Đáng lẽ ông Năm chết năm đó đó. Nhưng mà cũng may còn sống, bị ông Năm bị miệng rút hết. Nó vô sau lưng ra nách. Rồi đêm đó là ông Năm là coi như là hai bộ đầu là ướt hết, là máu không. Người ta đi ấy con mình người ta đi chơi. Đi phòng chơi. Đi phòng chơi ha.
Thôi về giờ chắc có lẽ là đi xuống dưới ghe đi hôm năm ha. Xuống ghe chân thăm cái chỗ ở hôm năm tí coi. Thì trước là tôi cũng chưa xuống, cắt xuống làm sao. Rồi cởi cái giày dép ha. Lỡ có lọt như còn có cái khô. Hôm nay thì cũng có, đến đây thì có chị Nhã Thi với lại bé Thiên Hào cũng có hỗ trợ lại cho ông Năm. Thì mình sẽ muốn xuống đây để mà trao cho nó an toàn hơn. Là xuống một cái sườn nhỏ đây, nó trèo qua nè. Chiều ha. Trồng trền lắm á, hơn. Trồng trền quá trời, mà cái đó nó vô nước quá trời luôn hả? Không cáo đâu. Đi một người, đi hai người được không Năm? Được. Cái xuồng này sao ra khơi được không Năm? Được. Bơi được không? Có ông đi dưới anh Hoa đi được không? Đó là, bơi ra ngoài kia được không Năm? Thôi, mình đi. Sao vậy? Bị gió. Con chỉ con không sợ mà không sợ gì? Không sợ. Sợ nó chìm ghe thì con ướt đầu hết. Ở bên sau cái cầu đây mình có đi chưa được không? Chiếc xuồng của Năm thì tôi báo kinh chị thì ghê lắm. Nói vậy chứ nó mục hết à. Chiếc xuồng nói ra chiếc xuồng chứ không phải chiếc xuồng. Các mảnh ván giá lại với nhau thôi. Ván giá lại với nhau thôi chứ xuồng cái gì xuồng. Nước vô hết trơn rồi. Ê, sao anh nặng vậy hả? Vậy nha. Nên cho nó cẩn thận, cẩn thận. Và đây là những cái ngọn rau muống này là ông Năm hái đấy không Năm? Hay riết rồi, bây giờ nó nứt ra quá trời đi. Đâu mấy ông cháu mình đi thử coi. Đi lại lần cái bên nó hái thử không Năm? Đi cái bên nó hái thử coi. Chìm thì ướt có gì đâu, con đâu có sợ đâu. Có một chiếc có bài. Không sao đâu anh. Vô đây là được không Năm? Vô đây là được mừng rồi. Không sao, để cho ông Năm đi để mình thử cảm giác của ông Năm thôi. Năm. Rồi, anh cố định cho con. Dạ. Rồi, anh Hoa, anh vô đó anh tham quan ghe của ông Năm đi anh Hoa. Để em tái hiện lại cho cô bác quý anh chị coi cái cảnh ông Năm hái rau muống như thế nào ha. Những cái đường chảy của sông Sài Gòn, cô bác quý anh chị, vào những lúc mà thủy triều xuống á thì nước ở đây cực kỳ ô nhiễm và bẩn luôn. Bây giờ thì thủy triều nó lên đó, nên nước nó có vẻ là nó cũng không có hôi giống như lúc nước thủy triều rút. Đây là những cái cọng rau muống này ông thấy đấy không Năm? À đúng rồi. Ông Năm nói là bao nhiêu tiền một ký? 8.000 hả? Thì nó cắt nó bán có 10.000. 10.000. Một ký là ông hái khoảng bao nhiêu phút ông Năm? Một ký à? Dạ. Một ký chừng chắc cũng 5 phút à. 5 phút. Mình cắt mình phải rác mình bỏ ra. Dạ. Hái như là đau tay dữ ông Năm? Không có, ông Năm cắt bằng dao chứ. Cắt bằng dao ha? Ờ, dao. Dạ. Đó, chiếc ghe của ông Năm là cái chiếc ghe đằng sau cô bác anh chị. Hôm nay thì mới thấy là bỏ được cái chiếc ghe của ông Năm nè. Thôi vậy đi vô thì con ấy nó cũng chồng chền đó ông Năm. Nó rung quá. Dạ. Nhưng mà chiếc ghe này nó không bị lủng hay ông Năm? Không. Không có bị lủng. Dạ. Nó không có vô nước hay ông Năm? Vô không cảnh. Không cảnh lưu tình quá. Ông Năm nhìn người chèo biết thì chắc quá. Kể ngay cả cái chiếc dầm chèo nó cũng được chấp giá cả. Chiếc dầm mà nó không còn không được lành lặn nữa, nó chi là cái gì nó không bắt anh chị. Ôi, hôm nay lần đầu tiên mà trong rất là nhiều lần mà Bùi Hồ quay lại hoàn cảnh của ông Năm cô đơn sống trên một cái chiếc ghe một nát như thế này, thì đây là một trong lần đầu tiên mà đi cùng với ông Năm ra được cái con sông ở ngoài kia.
vì cái lượng thủy triều nó lớn nên cái nước nó không có ô nhiễm, nên là nữ là cái cảm giác của mình nó vẫn còn chút gì đó là hứng thú để mà dạo trên cái con sông này. Khi mà cái thủy triều nó rút á thì phải nói cô bác quý anh chị nó cực kỳ ô nhiễm, và chắc có lẽ là mình cũng không có dám có được đi dạo trên con sông này. Ui 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 ui. Dạ 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 dạ. Để cô bác quý anh chị thấy không? Nghe lắm. Con đang biểu diễn ship đó ông Năm ơi. Tại đi không quen. Dạ. Ôi. Ôi ông Năm có trồng mồng tơi nữa nè. Đây là mồng tơi gâu nè. Bạc hà. Rồi hình như là cây này là cây cóc hay sao ạ? Rồi cây ớt. Rồi gâu. Hoa dừa cạn. Ở đây có đầy đủ rau không Nam? Có càng cua nữa nè. Càng cua với lại cái này gì? Cổ mực. Đầy đủ rau, hái mồng tơi vô nấu ăn cũng ngon nữa. Nam ăn ngày hôm qua mới hái ăn. Anh Hoa vô đây thấy mát không? Mát như vậy, ở đây bố trí lộn xiên bằng hay tùm lum, xả quá đi. Cái này á, lúc trước là mùa dịch đó, thì mua chiếc ghe xong rồi không có tiền, rồi ông Năm phải kiếm tiền rồi chấp phá vô, nên là nữ cái chiếc ghe này nó không giống như những cái chiếc ghe khác. Ờ, đã ra vậy. Dạ. Coi như nóng thì đầy đủ, thành thực ra lâu cầm lắm, ráng cố gắng ráp cho có ở. Không biết thôi, sập thôi. Không, chắc không chìm đâu. Ông Năm cắt tiền có cẩn thận không Năm? Hả? Ông cắt tiền có cẩn thận không? Thì cũng đâu có sao đâu. Nó đúng là chút đỉnh mà. Ở dưới này chắc cũng chẳng ai xuống đâu ha. Dài xuống cho được. Đúng rồi. Hả? Cầm giùm em. Hơn lúc nãy á, thì ở trên bờ nên là nó có nhiều người cũng không dám trao tiền cho ông Năm. Lớn quá cho tiền mà lớn lắm. Nó thật là vậy. Giờ xuống ghe nó nhỏ nhỏ, ông Năm nghe nè, ông mừng. anh cầm máy giùm em ha. Ông Năm thì hôm nay thì con đến đây thì con thay mặt cho chị Nhã Thi, cũng là Mạnh Thường Quân mới vừa rồi lại trao cho ông Năm cái số tiền đó, 2 triệu đó. Thì hôm nay chị Nhã Thi và bé Thiên Hào là Việt Kiều Mỹ gửi cho ông số tiền là 5 triệu đồng. Thì bé Thiên Hào này mới 12 tuổi, hình như là con của chị Nhã Thi hay sao á. Thấy ông Năm cũng thương quá. Hình như là số tiền mà tích số tiền mà dành dụng trao cho ông Năm làm từ thiện luôn. Thì là chị Nhã Thi với lại bé Thiên Hào gửi cho ông Năm 5 triệu. Ông Năm rất là cảm ơn, nó thật sự là tấm dạ. Lòng tốt của con họ ông Năm. Không biết nói sao. 3 4 5. Ông Năm cắt tiền cẩn thận nha. Rồi. Ông Năm cha giàu còn không? Còn. Cha giàu xanh còn phải không? Mừng quá ông Năm ha. Giờ bây giờ làm việc có tiền nữa. Đúng rồi. Giờ mấy cái tấm lòng vàng và người ta mới ái, chứ bây giờ lớn tuổi rồi ở dưới cái ghe đây. Ông Năm nói đúng, ông Năm rất là cảm động. Mà bây giờ không biết nói làm sao, thì nói là cảm ơn. Vậy nó nói là được bạn thôi, ông Năm không nói được vậy. Thì tấm lòng tao quá tốt, mình thấy quá quý. Chứ nói thật sự cuộc đời của ông Năm chưa biết nắm được 5 triệu bạc bao giờ đấy. Thì cứ sống qua ngày đơn giản. Tại nãy hỏi ông Năm, mình thấy ông Năm còn 2 triệu mà hơn tuần nay xài mỗi 500 ngàn thôi. Mình thấy ông Năm tiết kiệm sợ hết tiền anh Hoa. Yeah. Tiết kiệm hết mức mà. Ngày chỉ chi tiêu là 2 ly cà phê thôi. 2 ly cà phê để ngồi ngắm phố thôi. Ai cho gì ăn đó. Rồi nó quay khóa vậy mà. Rồi đói bụng rồi mày nấu cơm ăn. Chắc có lẽ là anh Hoa sẽ tâm sự với ông Năm thêm tí xíu nữa em sẽ kết thúc clip của em nha. Dạ, thì một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ thay mặt ông Năm chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân
đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cũng như là hỗ trợ cho ông Năm từ trước đến nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước cũng như tất cả mạnh quân. Xin chúc sức khỏe và hôm nay thay mặt cho ông Năm xin chân thành cảm ơn chị Nhã Thi và bé Thiên Hào là Việt Kiều Mỹ đã hỗ trợ cho ông Năm. Nhưng mà như đã ông Năm đã nói là số tiền này thì hồi đó em mới cầm được. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chân thành chị, chúc chị cùng gia đình cũng như là tất cả các mạnh quân sức khỏe và an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ạ. Con chào ông Năm ạ.